Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, thì buổi tối ngày hôm nay vừa mới đây có một cái thông tin cực nóng liên quan đến Hồng Loan cũng như là phía mẹ con của cô Sáu. Thưa cô chú anh chị, chúng ta được biết là còn 2 ngày nữa thôi thì cái phiên tòa diễn ra tại tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, hòa giải lần đầu tiên giữa mẹ con cô Sáu và Hồng Loan sẽ chính thức được bắt đầu. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hồng Loan đó nhận được rất nhiều những cái tin vui, nhưng mà bên cạnh đó thì có một cái thông tin mà Thanh Quyền thấy rằng là cũng khá là căng thẳng. Trên trang cá nhân Facebook của cô soạn giả Vân Tiên có một cái thông tin cực nóng liên quan đến câu chuyện mà Hồng Loan sẽ đi thử ADN với chú Bảy. Cụ thể thì cô Vân Tiên này đã chia sẻ một cái nội dung: có thông báo mới nè mọi người ơi, do TH đầu đàn bức xúc lâu nay, Tu Hú là con ruột duy nhất của cậu mà mọi người cứ nói Tu Hú là con nuôi, làm cho Tu Hú suy nghĩ đêm ngày nên ảnh hưởng đến việc bán hàng online, mà khách mua hàng thì rất nhiều, mà khi đuổi việc cậu xử còn tính tiền điện nước 500k, con tốt giống ba Linh ruột con nhắm, mỗi ngày tới 7.000 đơn, nên sáng nay Tu Hú có gọi cho cậu Bảy nói rằng ngày mai con với chú Bảy ruột đi bệnh viện phụ sản Campuchia để thử thiệt ADN nha chú Bảy, tiền chi phí con với chú Bảy chia đều ra nha, vì con là con ruột duy nhất của ba con nên con với chú Bảy không có họ hàng gì, nên tiền ai nấy chịu. Vậy cộng đồng mạng hai bên ai rảnh thì bỏ chú ít thời gian đến địa chỉ số 5 Đoàn Thị Điểm Phú Nhuận trước là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp quỷ sợ thiên lôi rung của mấy con Tu Hú, cá bóng chúa và Tinh Tinh, chuột mỏ cho lúc sống thì kêu bác Năm ngọt xớt, cá dãnh mỏ, cá mui thâm, cầm kem đánh răng, sao là cùng nhau đi qua Campuchia để làm chứng cho cuộc thử gen của con ruột và chú Bảy ruột. Khi đi nhớ mang theo tiền và sạc pin điện thoại thật đầy để quay phim làm bằng chứng. Vậy là ngày mốt 99 triệu dân sẽ biết chắc ăn kết quả là con ruột hay con nuôi của câu chuyện của Hồng Loan và mẹ con cô Sáu. Thưa cô chú anh chị, thì đối với cái nguồn thông tin này đó, thì vào thời điểm hiện tại đó, vì phía Hồng Loan vẫn chưa có những cái động thái để mà cho chúng ta thấy rằng có thật sự phải thử ADN hay không. Bởi vì trước đó đó thì theo thông tin là về phía mẹ con cô Sáu đã yêu cầu về phía tòa án buộc Hồng Loan phải thử ADN, bởi họ có những cái chứng cứ chứng minh Hồng Loan là con nuôi. Và nếu như Hồng Loan làm những cái giấy tờ sang tên bằng gọi là cái danh nghĩa là con ruột thì những cái giấy tờ đó là hoàn toàn không hợp pháp, cho nên họ đã kiện và hủy bỏ tất cả những cái giấy tờ sang tên những cái khối tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà Hồng Loan đã sang tên đó, cô chú anh chị. Và về phía Hồng Loan thì chúng ta đã nghe rồi, khi mà nhận được cái thông tin mà liên quan đến câu chuyện mẹ con cô Sáu yêu cầu thử ADN đó, thì Hồng Loan cô ấy rất là sẵn sàng, cái tâm lý của Hồng Loan rất là sẵn sàng để có thể đi thử ADN. Thưa quý vị, cái điều mà chúng ta thấy rằng là đến giờ này thì Hồng Loan vẫn không sợ hãi đối với những cái thông tin mà trên mạng xã hội cho rằng cô ấy là con nuôi. Cô ấy vẫn tự tin một cái điều, đó chính là lời của ba mình nói trước đó, chính là con chính là con của ba, ADN của con là giống của ba. Thưa cô chú anh chị, và trước đó chúng ta đã từng nghe rồi, họ có bằng chứng để chứng minh Hồng Loan không phải là con ruột. Và bản thân Hồng Loan vào cái thời điểm này thì luật sư cũng đã chia sẻ, nhưng mà đối với cái nguồn thông tin này Thanh Quyền thấy rằng nó khá là nguy hiểm dành cho Hồng Loan, bởi lẽ đó cùng nhau đi qua mà cái một cái khu vực nào đó để thử ADN đó vào cái thời điểm này thì nó không phù hợp, thưa quý vị. Và theo cái thông tin này đó thì được bên phía gọi là mẹ con cô Sáu cũng như là cái cô soạn giả Vân Tiên đưa ra thì chưa biết là nó có phải thật hay không, nhưng mà họ đã đưa rầm rộ trên các trang mạng xã hội cho rằng là ngày mai Hồng Loan cũng sẽ cùng với chú Bảy đi thử ADN. Cái bài đăng cái điều chia sẻ này chỉ cách đây vài phút đồng hồ thôi cô chú anh chị. Nhưng mà chúng ta còn nhớ là luật sư của Hồng Loan cũng đã từng chia sẻ rồi,
chia sẻ một cái điều mà rõ ràng là nó vô cùng hợp lý. Đó chính là cái vấn đề mà Hồng Loan có chứng minh mình là con ruột hay là không. Cái đó là không phải thuộc cái quyền của Hồng Loan. Bởi lẽ khi mà cô Sáu cô ấy nói rằng không phải là con ruột đó, thì cô ấy phải chứng minh cái điều đó. Hồng Loan không cần phải thử ADN để chứng minh cái điều gì cả. Bởi lẽ con nuôi hay là con ruột thì khi mà cô ấy có giấy tờ hợp pháp thì cũng sẽ đều thừa hưởng tất cả những cái khối tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để lại mà thôi. Thưa quý vị, nhưng đến giờ phút này thì cái thông tin này cũng đang gây xôn xao và để lại những cái sự lo lắng nhất định dành cho những cái khán giả, những người yêu mến gọi là Hồng Loan. Thưa quý vị, bởi lẽ là đây là một cái điều mà về phía mẹ con cô Sáu họ dường như họ rất là thích. Họ thích rằng Hồng Loan phải làm sáng tỏ cái câu chuyện thử DNN, đặc biệt là liên quan đến Hồng Loan phải thử với gọi là chú Bảy. Nhiều người thì cho rằng là cái vấn đề của chú Bảy đó thì chú ấy phải cần được phải chứng minh được nữa kìa, chứng minh được mình là anh em ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vì người ta cũng nghi ngờ, người ta đặt ra cái câu hỏi liệu rằng ADN của chú Bảy có giống ADN của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay không, là một cái vấn đề để người ta đặt ra trong cái câu chuyện mà tại sao Hồng Loan phải thử ADN với chú Bảy. Thưa cô chú anh chị, khiến cho người ta vô cùng lo lắng. Và nếu như mà ADN nó không trùng khớp với nhau thì có lẽ rằng sẽ có một trong những cái sự bất lợi khá là lớn dành cho Hồng Loan trong cái câu chuyện liên quan đến cái vấn đề kiện tụng, thưa quý vị. Nhưng đây chỉ là một cái thông tin từ phía một bên, phía cô Sáu cũng như là cô soạn giả này đưa ra thôi. Không biết rằng cái sự thật chính xác ở phía Hồng Loan, cô ấy có quyết tâm làm rõ cái vấn đề này hay không. Bởi lẽ trước đó cô ấy cũng đã từng lên tiếng khá là mạnh rồi, kêu thẳng ra chú Bảy là đi xét nghiệm ADN với cô ấy luôn. Thưa quý vị, nói chung là luật sư thì luật sư, nhưng mà mọi quyết định vẫn thuộc về Hồng Loan. Chúng ta sẽ chờ đợi cái thông tin chính thức có phải thật sự là như vậy hay là không. Và Thanh Nguyên cũng sẽ liên tục cập nhật. Bên cạnh đó thì cái câu chuyện liên quan đến cái vấn đề một số những cái cá nhân nhảy vào công kích Hồng Loan khi cô ấy bán hàng online, thưa quý vị, thấy Hồng Loan nói chung là được rất là nhiều khán giả người ta ủng hộ đó, thì họ lại nhảy vào họ đâm thọt, thậm chí là giả mạo. Và ngày hôm nay thì chúng ta được biết rồi, Hồng Loan vừa mới live stream ngày hôm qua thôi, bữa nay lại lên tới gần 10.000 đơn hàng của chú anh chị, một sự ủng hộ kinh khủng, khủng khiếp cho đến cái giờ phút này người ta dành cho Hồng Loan, bởi cái lẽ cái sự gọi là chân chất và thật thà, và không có những cái gọi là cái câu chuyện mà những cái lời lẽ mà thô tục và nó gian xảo như là về phía gọi là mẹ con của nhà Cám. Chúng ta thấy rất là rõ, mặc dù là lên đây tim đó Hồng Loan rất là ít nói, thậm chí là không biết nói gì luôn, nhưng mà qua đó thì nó thể hiện được cái sự gọi là chân chất và thật thà. Còn bản thân Hồng Phượng khi mà cô ấy họp báo đó thì cô ấy nói rất là nhiều những cái lời lẽ hoa mỹ và dùng những cái mỹ từ, nhưng mà rõ ràng bên trong những cái mỹ từ hoa mỹ của cô ấy, người ta nhận ra cái sự gọi là có cái sự gọi là không đáng để tin cậy. Thưa quý vị, chính vì thế là người ta đặt ra rất nhiều những nghi vấn, mà cho đến giờ phút này thì phía mẹ con cô Sáu vẫn chưa có một câu giải thích thỏa đáng đối với khán giả cũng như là người hâm mộ mà trước đây họ cũng đã từng ủng hộ và yêu thương Hồng Phượng cũng như là cô Hồng Nhung. Thưa cô chú chị, và cái câu chuyện mà liên quan đến cái vấn đề mà họ cho rằng Hồng Loan đã lợi dụng hình ảnh ba của mình để có thể gọi là trục lợi và buôn bán hàng online. Họ cho rằng là cái ngôi nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Linh, đặc biệt là phòng riêng đó, ngày trước đây thì rất là yên tĩnh để thể hiện cái sự trang nghiêm, nhưng mà giờ này thì khi mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, họ vẫn khẳng định Hồng Loan là con nuôi, cho nên những cái từ ngữ mà họ dùng đó là tu hú, là để ám chỉ Hồng Loan trong câu chuyện này. Thưa quý vị, nói rằng là dẫn người lạ vào, dẫn những cái đám gọi là không tốt, những cái thành phần bất hảo vào trong nhà, gây ra những cái sự náo nhiệt ồn ào, rồi nó mất đi cái vẻ uy nghiêm, mang cái hình ảnh của ba mình ra để mà buôn bán lấy tiền. Thưa quý vị, thì nói chung là trước tiên thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ, đó chính là cái sự gọi là ghen tức ở, là cái điều đầu tiên mà chúng ta dễ dàng nhận thấy. Ba lẽ Hồng Loan đang được ủng hộ và đang trên một con đường thành công khá là lớn,
trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt đó chính là Facebook, trong cái công tác bán hàng online để kiếm tiền sinh sống. Còn cái vấn đề mà cụ xử đó thì chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều lần rồi, thậm chí là những cái thông tin chính xác nó còn kinh tởm hơn. Cái lý do mà Hồng Loan đuổi cụ xử ra khỏi nhà đó chính là cụ camera đã ghi lại được cậu xử có những cái hành vi sàm sỡ đối với những người phụ nữ, đối với những cái người mà đến đó tụng kinh, khiến cho Hồng Loan cảm thấy lo lắng. Bởi lẽ trong nhà Hồng Loan cũng còn những đứa con, và trong đó có cả con gái nữa, thậm chí 2-3 đứa, thưa quý vị, rồi cho đến là chị Ni vân vân. Cho nên là sợ những cái câu chuyện này nó sẽ tiếp diễn xảy ra, đã không muốn nói ra những cái sự thật, giữ lại một chút hình ảnh cho cậu xử rồi, để cho cậu xử ra đi một cách im đẹp. Nhưng mà cậu ấy vẫn cố tình lên trên mạng để mà công kích Hồng Loan một cách dữ dội, buộc Hồng Loan phải đưa ra những cái thông tin này. Nhưng mà họ thì cái phe đối lập thì họ luôn cho rằng là Hồng Loan xấu xa, xấu xí, nói chung là không tốt vân vân. Nhưng mà thưa quý vị, đó chỉ là một trong những cái phe về phía của cô Sáu, rất là ít người thôi. Tại sao mà chúng ta nhìn thấy rằng là nếu như thật sự mà những cái bằng chứng nó thuyết phục đó, thì đến giờ phút này Hồng Loan sẽ không còn được ủng hộ như trước kia nữa đâu. Nhưng mà càng ngày thì càng lúc đó thì Hồng Loan được rất là nhiều người ủng hộ, lúc càng nhiều hơn nữa. Thì chúng ta nhận ra một điều, đó chính là những cái sự thật mà Hồng Loan đã chia sẻ đó đáng cho người ta để được tin cậy. Và những cái thông tin về phía phe đối lập đưa ra toàn là những cái thông tin mà muốn triệt hạ người khác, nhưng mà nó gọi là không có đủ cái nặng ký để có thể thuyết phục người nghe, để mà chúng ta nghe sao cho nó hợp lý. Nhưng mà rõ ràng họ đưa ra những cái thông tin nhưng mà không có kèm những cái dữ liệu chứng cứ gì để cho người nghe cảm thấy một cái sự hợp lý nào trong câu chuyện họ chia sẻ, để mà nhằm triệt hạ Hồng Loan cho đến giờ phút này. Thưa quý vị, còn riêng cái câu chuyện mà nhiều người lo lắng liên quan đến cái câu chuyện thử ADN, đến giờ phút này thì em cũng sẽ cố gắng để mà xác minh cái nguồn thông tin này thật sự nó có chính xác hay là không. Bởi lẽ khi thông tin này được đưa ra thì rất là nhiều người cảm thấy gọi là lo lắng cho Hồng Loan, tại sao phải đi thử với chú Bảy trong cái thời điểm này, và liệu rằng đó có phải là một sự yêu cầu nào đó của cơ quan chức năng hay không, hay là do chính Hồng Loan tự nguyện. Bởi vì theo cái thông tin mà về phía phe cô Sáu đưa ra, đặc biệt là cô soạn giả đó, thì nói rằng chính Hồng Loan là người đã liên hệ với chú Bảy để được có thể thử ADN để chứng minh toàn bộ những sự thật. Nếu như mà thật sự nó có trùng khớp đó, thưa cô chú anh chị, thì là một điều tốt, sẽ đập tan tất cả mọi nghi ngờ. Nhưng mà đây là một cái hành động mạo hiểm nếu như mà nó gọi là không trùng khớp. Bởi lẽ đó, chưa chắc chú Bảy đã trùng ADN với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cho nên là nó vẫn chưa có thể thuyết phục. Nhưng mà đây là một cái động thái cực kỳ nguy hiểm. Thanh Nguyên cũng sẽ cố gắng xác minh cái nguồn thông tin này để mà gửi đến cho quý vị trong những cái thông tin mới, những video mới tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối thần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship, 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm. Trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.